Sáng 16 tháng 9, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Hà Mạnh Tú, sinh năm 1961, tại thôn An Hạ, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2, điều 318 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định, lệnh đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tiền Hải phê chuẩn. Trước đó khoảng 7 giờ ngày 10 tháng 9, Hà Mạnh Tú đã có hành vi mang theo một hung khí dạng dao bầu đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải, liên tục chửi bới, lăng mạ, đe dọa cán bộ trong trụ sở, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan chính quyền địa phương. Hành vi của đối tượng Tú gây hoang mang, lo lắng cho cán bộ và người dân, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Công an xã Nam Hải sau đó đã báo cáo vụ việc, đề nghị Công an huyện Tiền Hải điều tra, xử lý nghiêm hành vi của đối tượng Hà Mạnh Tú. Qua xác minh, Công an huyện Tiền Hải xác định Tú là đối tượng thường xuyên sử dụng bia rượu, say xỉn, không làm chủ được hành vi của bản thân. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải đang hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức vừa có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin khẩu phần ăn của giáo viên trường mầm non Ánh Dương ở thị trấn Ngãi Giao bị cắt xén. Trước đó, trên mạng xã hội, chia sẻ hình ảnh và nội dung phản ánh khay cơm trưa có giá 30.000 đồng của giáo viên trường mầm non Ánh Dương, chỉ có cơm và 2 miếng chả lụa, kèm ít nước mắm. Một số khay khác có cơm và vài miếng thịt xào măng. Kèm theo bài đăng là nội dung, sau khi đăng bài viết về việc cắt xén khẩu phần ăn của trẻ, cùng sự trù dập người tố cáo, một số giáo viên tại trường mầm non Ánh Dương đã gửi hình ảnh suất ăn trưa của họ hết sức nghèo nàn. Đối với người lao động mà còn bất chấp vậy thì huống hồ là các cháu từ 2 đến 5 tuổi. Xin đừng nhìn phần cơm 30.000 đồng của người lao động bằng ánh mắt vô cảm như vậy. Hãy quan tâm, thấu hiểu bằng lòng trắc ẩn của quý vị. Từ thông tin trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức yêu cầu trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp cùng Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức xác minh làm rõ, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện trước ngày 17 tháng 9. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức yêu cầu Chánh Thanh tra huyện chủ trì phối hợp để làm rõ sai phạm của trường mầm non Ánh Dương nếu có, liên quan đến vụ việc trường này sa thải một nhân viên nấu ăn và sau đó bị kiện. Cụ thể, hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương bị một nhân viên nấu ăn của trường tố bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Sau đó, nhân viên này đã bị sa thải nên đã khởi kiện hiệu trưởng trường mầm non Ánh Dương ra Tòa án Nhân dân huyện Châu Đức vì sa thải lao động trái quy định. Tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Châu Đức đã buộc trường mầm non Ánh Dương phải nhận nhân viên nấu ăn trở lại làm việc và bồi thường số tiền hơn 88 triệu đồng, gồm khoản tiền lương 15 tháng 9 ngày nhân viên này không được làm việc, khoản tiền lương 2 tháng do sa thải trái pháp luật, cùng với đó là khôi phục chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định cho người lao động. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Triệu Nguyên, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một nam giáo viên ngạt khí tử vong khi tham gia đốt thực bì. Trước đó, vào chiều tối ngày 14 tháng 9, tranh thủ ngày nghỉ, anh Nguyễn Văn Hát, 35 tuổi, ngụ xã Triệu Nguyên, cùng người thân tham gia đốt thực bì tại rừng tràm sau khai thác ở thôn Na Nẫm để chuẩn bị vụ trồng mới. Do đang là mùa khô, lớp thực bì dày nên ngọn lửa bùng phát lan rất nhanh. Lo lửa cháy sang phạm vi khác nên anh Hát lao vào dập lửa, sau đó bị ngạt khí và ngất lịm. Gia đình và người dân địa phương đã phát hiện, đưa anh Hát đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, tuy nhiên anh đã không qua khỏi. Đám cháy nêu trên được Tổ bảo vệ rừng cộng đồng phối hợp với lực lượng chức năng dập tắt vào khuya cùng ngày. Được biết, anh Hát chưa lập gia đình, là giáo viên hợp đồng 10 năm qua ở xã Tà Long, huyện Đắk Rông. Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vừa đưa ra xét xử một vụ án dân sự khá đặc biệt. Bà Hát kiện con gái ruột của mình để đòi lại số tiền hơn 3 tỷ đồng mà bà đã cho con mượn để mua nhà, nhưng qua 4 năm, con bà vẫn không chịu trả. Bà Hát có tất cả 6 người con, 5 trai, 1 gái. Theo đó, tháng 6 năm 2020, bà may mắn trúng được 4 tờ vé số độc đắc. Số tiền lĩnh thưởng sau khi trừ thuế còn 7,2 tỷ đồng. 2 ngày sau khi nhận thưởng, bà kêu các con lại và chia cho mỗi đứa 500 triệu đồng. Do trong gia đình chỉ có chị L là con gái duy nhất, nên từ trước đến nay bà đều dành tình thương nhiều hơn cho chị L và tặng cho chị L rất nhiều tài sản. Số tiền trúng số, bà dự định không chia cho L nữa vì từ trước đến nay bà đã cho chị L rất nhiều tài sản rồi. Tuy nhiên, thấy làm vậy là thiếu công bằng nên bà vẫn cho chị L 500 triệu đồng, nhưng kèm theo điều kiện là L phải nuôi bà suốt đời. Bà Hát cho biết sau khi chia tiền trúng số cho các con và chi tiêu trong gia đình làm mồ mả, bà còn lại 3 tỷ đồng chẵn. Số tiền này bà dành để thủ thân, dưỡng già và phòng khi ốm đau bệnh tật. Theo trình bày của bà Hát, trước hội đồng xét xử ngày 25 tháng 6 năm 2020, chị L hỏi bà mượn số tiền 3 tỷ đồng này để mua thêm căn nhà ở gần nhà. Khi mượn tiền, chị L có cam kết sau khi làm giấy tờ sang tên xong sẽ mang đi thế chấp để vay tiền ngân hàng, trả lại tiền đã mượn của bà. Việc chị L hỏi bà Hát mượn tiền cũng được bà Hát thông qua các con và được các con làm chứng. Ngay trong ngày 25 tháng 6 năm 2020, bà Hát và chị L cùng ra ngân hàng để bà Hát làm thủ tục chuyển 2,8 tỷ đồng vào tài khoản của chị L. Đến ngày 27 tháng 7 năm 2020, bà Hát và chị L cùng ra ngân hàng và bà Hát rút hết số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản còn lại để giao tiền mặt cho chị L mượn. Tại phiên tòa, bà Hát trình bày, hơn một năm sau khi chị L mua nhà, thế chấp căn nhà vay tiền ngân hàng, nhưng chị L vẫn không thực hiện lời hứa trả tiền cho bà. Do bị bà đòi tiền mượn nhiều lần, nên chị L bực tức, trở mặt, ngược đãi, chửi mắng bà, nên bà không thể ở cùng chị L, mà phải tìm đến nhà các con trai để nương náu. Vì quá bức xúc do bị L phụ bạc, thất hứa, bà Hát đã khởi kiện con gái. Tại phiên tòa, bà Hát yêu cầu hội đồng xét xử buộc chị L trả lại số tiền 3 tỷ đồng đã mượn của bà, đồng thời trả luôn số tiền 500 triệu đồng bà đã tặng cho có điều kiện, vì chị L không thực hiện đúng điều kiện đã thỏa thuận là nuôi bà đến suốt đời. Trong suốt thời gian từ giai đoạn hòa giải đến xét xử sơ thẩm, L không có mặt mà ủy quyền cho luật sư thay mặt mình. Tại phiên hòa giải và phiên tòa sơ thẩm, đại diện ủy quyền của L thừa nhận có số tiền 2,8 tỷ đồng bà Hát chuyển khoản và số tiền 500 triệu đồng, nhưng cho rằng đó là số tiền bà Hát tặng cho. Riêng số tiền 200 triệu đồng bà Hát cho mượn bằng tiền mặt thì đại diện ủy quyền của chị L không thừa nhận và cho rằng không biết số tiền này. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định bà Hát đã cho mỗi người con 500 triệu đồng đều nhau thì không lý gì bà Hát cho riêng thêm chị L 2,8 tỷ đồng nữa. Hội đồng xét xử đã tuyên án, phía chị L không chứng minh được số tiền 2,8 tỷ đồng từ bà Hát chuyển khoản cho chị L là tiền tặng cho nên chị L phải hoàn trả lại số tiền này cho bà Hát. Thời gian trả chậm sẽ được tính lãi theo quy định. Riêng số tiền 500 triệu đồng bà Hát thừa nhận tặng cho chị L và số tiền 200 triệu đồng bà Hát trình bày cho chị L mượn bằng tiền mặt nhưng không có chứng từ chứng minh nên không có cơ sở để buộc chị L phải hoàn trả số tiền này cho bà Hát. Bà Hát rưng nước mắt nói, tôi đã 84 tuổi rồi, số tiền 3 tỷ đồng là tiền dưỡng già của tôi. Hiện nay đã quá thời hạn tôi phải đi mổ tim theo chỉ định của bác sĩ, nhưng do tôi chưa đòi được tiền, đã cho L mượn nên không có tiền để chữa bệnh. Từ ngày tôi đòi tiền mượn thì L đã trở mặt, không hề gọi điện thăm hỏi tôi. Kể cả mấy đứa con L mà tôi đã chăm sóc từ nhỏ cũng không gọi điện hay tới lui thăm tôi. Tình cảm mẹ con, bà cháu ruột thịt mà nay còn thua một người dưng cũng chỉ vì đồng tiền. Mới đây, Công an phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính đối với VPQM, 23 tuổi, ngụ quận 4. M là người kinh doanh trò chơi xe điện thăng bằng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và bị xác định có hành vi chặt chém streamer IShowSpeed với giá 1 triệu đồng cho khoảng vài phút vào chiều ngày 14 tháng 9. M bị cơ quan chức năng xử lý hành chính về hai hành vi gồm sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng tiền phạt là 10 triệu đồng. Ngoài ra, Công an phường Bến Nghé lập biên bản tịch thu phương tiện vi phạm là xe điện thăng bằng của M, yêu cầu người này viết cam kết không được tái phạm. Ngoài ra, công an xác định khi M có hành vi chặt chém streamer IceSpeed ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vào chiều ngày 14 tháng 9, còn có người khác là NMH 53 tuổi ngụ quận 1. Ngay sau khi vụ streamer IceSpeed bị lấy tới 1 triệu đồng khi thuê xe điện cân bằng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ xảy ra, Ban chỉ huy Công an quận 1 lập tức chỉ đạo Công an phường Bến Nghé nhanh chóng vào cuộc xác minh xử lý. M đã thừa nhận hành vi, riêng ông Hát chỉ được xác định là người quen của M. Do M không dành về giao tiếp ngoại ngữ nên ông Hát có mặt chỉ phiên dịch giúp, do đó công an không xử lý hành chính ông Hát. Ngay sau khi bị xử lý, trong sáng ngày 15 tháng 9, M và ông Hát đến khách sạn, nơi streamer IShowSpeed dự sự kiện. Hai người này đã gặp đại diện của IShowSpeed để chính thức xin lỗi, bên đại diện cũng đã đồng ý và vui vẻ nhận lại số tiền 1 triệu đồng. Như đã thông tin, khi tham gia chuỗi sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối ngày 14 tháng 9, streamer nổi tiếng IceSpeed có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây, streamer nổi tiếng người Mỹ tham gia trò đi xe điện thăng bằng. Suốt quá trình di chuyển từ chiều tối ngày 14 tháng 9, streamer có phát trực tiếp trên kênh YouTube IceSpeed với 29,7 triệu người đăng ký. Nội dung từ clip phát trực tiếp cho thấy IShowSpeed bị người kinh doanh tại đây chặt chém khi sử dụng dịch vụ xe điện thăng bằng với giá 1 triệu đồng. Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết, trong vụ sạt lở ở Làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai, bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân đều trong tình trạng rất nguy kịch do hội chứng vùi lấp. Trường hợp nam bệnh nhân 31 tuổi, người dân tộc này đã tử vong vào ngày 14 tháng 9 do suy đa tạng. Còn bé gái 11 tuổi đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng rất nặng. Để cứu tính mạng cháu, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn toàn bệnh viện với chuyên gia tới từ Nhật Bản là giáo sư tiến sĩ Hashimoto để đưa ra các phương pháp tối ưu nhất cứu chữa bệnh nhi. Báo cáo tại cuộc hội chẩn, bác sĩ Nguyễn Công Khắc, công tác tại Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau 4 ngày được chuyển đến bệnh viện, tình trạng phù nề của bệnh nhân giảm, rối loạn đông máu giảm. Hiện bệnh nhân vẫn được an thần, thở máy, đồng tử phản xạ ánh sáng yếu, nhưng vấn đề viêm phổi của cháu rất trầm trọng do ứ nước, hít phải nhiều bùn đất trong vụ lũ quét. Suốt 4 ngày rửa phổi, dịch từ người bệnh vẫn ra đục ngầu bùn cát. Cho đến hiện tại, nội soi phế quản có chảy máu, rất khó khăn trong việc làm sạch bùn đất ở phổi. Các chuyên gia cùng nhau bàn bạc đưa ra phương án tối ưu nhất cho bệnh nhân như vỗ rung bằng áo chuyên dụng để giảm dị vật hô hấp, cố định thêm xương đòn phải gãy, theo dõi nội soi dạ dày bằng ống nhỏ để xác định dị vật trong bộ phận tiêu hóa. Tiếp tục theo dõi chấn thương gan, tăng cường cấy máu, xác định các vi khuẩn thường có trong môi trường đất bùn. Tại buổi hội chẩn, Phó giáo sư Đào Xuân Cơ đã trực tiếp giao cho bác sĩ trực của các trung tâm, khoa phòng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Nhi khoa trong điều trị cho bệnh nhi. Giáo sư Hashimoto đánh giá cao nhận định của các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai và lưu ý thêm làm các xét nghiệm về nấm. Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, khi tai nạn xảy ra, bệnh nhi ở với bà ngoại và cậu mợ tại Làng Nủ. Gia đình có 4 người không qua khỏi. Hiện bố mẹ bệnh nhi đang ở bệnh viện theo sát quá trình điều trị. Do đó, ông Cơ yêu cầu các phòng ban hậu cần hỗ trợ lo ăn uống, chỗ ở cho bố mẹ bệnh nhi.